Xin chào mừng quý vị và các bạn đang cùng nhau đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Và đây là một trong số những trận giao hữu đang được phát trên kênh Jukudi. Ngày hôm nay thì chúng ta đã được đến với trận giao hữu thứ 4. Và ngày hôm nay cũng sẽ là cơ hội để chúng ta được gặp gỡ bốn nhà leo núi hoàn toàn mới. Và họ ngày hôm nay thì sẽ trải qua những câu hỏi trong chương trình. Và hy vọng rằng là họ sẽ có những phần thể hiện thật xuất sắc trong trận giao hữu ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta được gặp gỡ bốn nhà leo núi trong chương trình ngày hôm nay. Đứng ở vị trí đầu tiên là chính là bạn Nguyễn Xuất Tùng. Nhà leo núi đang xuất phát ở vị trí thứ hai, cạnh phía bên đông. Ở vị trí thứ ba chúng ta cùng nhau chào đón bạn Lê Đắc Bảo Châu. Và cuối cùng đang xuất phát ở vị trí thứ ba. Một lần nữa xin được chào đón bạn Xuân Tùng, anh Đình Đông, bạn Bảo Châu và bạn Hoàng Hải đang cùng nhau đến với trận giao hữu thứ tư ngày hôm nay. Trước hết mình muốn hỏi Xuân Tùng, đây là lần đầu tiên bạn được tham gia trận giao hữu của mình, thì bạn đang cảm thấy như thế nào? Đầu tiên là thấy thú vị bởi cái kèo giao hữu này và muốn thử chơi một lần. Lâu lắm rồi chơi lại cái kèo ô này thì lâu lâu thử sức mình tí. Thứ hai là chơi này để cho thử sức xem là mình so với ba bạn còn lại xem mình hơn được ai, thì mình đến đây cũng để thử sức với cả cho nó vui nhỉ. Vâng, cảm ơn Xuân Tùng. Vậy anh Đình Đông thì sao? Anh là nhà leo núi lớn tuổi nhất trong đoàn leo núi ngày hôm nay, thì anh nghĩ rằng là anh sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì về mặt tâm thế và những hành trang đi theo anh sẽ là gì ạ? Vâng, thì trước tiên chào ba nhà leo núi với lại chào MC. Thì đây là lần đầu tiên anh được chơi một kèo Olympia giao hữu. Trước anh có thấy cũng có nhiều kênh làm kèo giao hữu mà không biết đăng ký làm sao. Là hôm nay em được lần đầu tiên chơi giao hữu thì cũng chung là cũng được thử sức. Và thứ hai là người lớn tuổi chơi lớn tuổi nhất thì anh cũng mong là mình may mắn với lại còn mong mình còn nhớ được những kiến thức ở thời trung học phổ thông. Chứ anh nói thật là hồi trung học phổ thông thì anh cũng học cũng không nghiêm túc lắm. Như là với lại bây giờ gần đây thì anh mới cũng thú coi mấy chương trình kiểu đố vui, nên là anh cũng muốn chơi thử những kèo giao hữu để xem kiến thức mình tới đâu. Vâng, cảm ơn anh Đông. Tiếp theo một người chơi khác cũng lần đầu xuất hiện trên kênh của tôi đó chính là bạn Bảo Châu. Ngày hôm nay cảm xúc của bạn như thế nào khi được đến với trận giao hữu này? Nói sao ta? Nói chung đây là lần đầu tiên em tới với chương trình, và chắc là em cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số 4 nhà leo núi ở đây. Thì đến với chương trình này thì thực ra là em không có phải là em tự tới chương trình này, là em được một người khác giới thiệu, là anh Phúc Hưng, anh Hưng Võ ấy. Thì em biết là mình là người nhỏ tuổi nhất thì chắc chắn là mình sẽ học những cái gọi là mình sẽ hơn so với mọi người, là mình sẽ nắm vững kiến thức hơn. Nhưng mà thực sự là tới cuộc chơi này thì không chắc ai hơn ai. Em hy vọng là tới đây vui là chính thôi, chứ không dám mơ mình đứng nhất được. Vâng, dù sao thì một trận giao hữu cũng chỉ là dù sao thì trận giao hữu cũng sẽ chỉ là một nơi mà chúng ta có thể được gặp gỡ với nhau, được làm quen với nhau, và hơn hết là chúng ta đã được có cơ hội được trau dồi thêm những kiến thức mới. Vậy Hoàng Hải thì sao? Ngày hôm nay bạn đến đây với cảm xúc như thế nào và đã chuẩn bị những gì? Đây là lần thứ hai em tham gia một cái thi thử nghiệm Olympia ở trên mạng, thế nên là em cũng chưa chuẩn bị nhiều lắm về mặt tâm lý. Còn về kiến thức thì em chỉ chuẩn bị những gì mình đã học qua ở trên trường, và những gì mình đã đọc, những gì mình đã xem vậy. Vâng.
Và tôi hy vọng rằng là không chỉ Hoàng Hải cũng như là ba người chơi còn lại thì tuy rằng là có những người đã có cho mình rất nhiều những cái kinh nghiệm tham gia những trò chơi tương tự như đường lên đỉnh Olympia, và cũng có những người thì chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm và có được nhiều sự chuẩn bị như các người chơi còn lại. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn hy vọng rằng là các người chơi sẽ có được cho mình một tâm lý thật thoải mái và đến với trận đấu này có một phần thể hiện thật xuất sắc. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến ngay với phần thi đầu tiên. Khởi động! Sáu câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động đang chờ các thí sinh ở phía trước, hãy tiến lên và giành lấy. Người sẽ bắt đầu phần thi khởi động của mình không ai khác, đó chính là Xuân Tùng. Trước mắt bạn đang là 6 câu hỏi đầu tiên trong lượt thi khởi động riêng của mình. Bạn đã sẵn sàng để bước đến với 6 câu hỏi này chưa? Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là 6 câu hỏi đầu tiên cho Xuân Tùng trong phần thi khởi động. Câu hỏi đầu tiên. Cái cầu nào ở Bắc Ninh có kiến trúc 5 vòm chịu lực? Cầu Kinh Dương Vương. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Thực chất nào sau đây trong phân tử có thành phần liên kết ion A HCl, B NH3, C H2O, D NaCl? À. C phải đúng không? Điện tử còn thiếu vào chỗ trống là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát triển phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Đột biến gen. Đúng hơn phải là thường biến. Nơi nào còn thiếu trong câu ca dao sau? 5 cửa 9 lầu, 1 cờ 3 bậc, 4 cửa 2 tầng. Bạn có thêm 10 điểm. Which body part can be black, brown, black, brown, blonde, gray? Tiếp tục là 10 điểm. Kênh truyền hình VTV6 ra mắt vào năm nào? Bạn đã ghi thêm 10 điểm. Lượt thi khởi động đầu tiên của Xuân Tùng đã trải qua rất thuận lợi với 4 điểm 10 đầu tiên dành cho bạn. Xin chúc mừng Xuân Tùng. Người tiếp theo bước vào phần thi khởi động sẽ chính là anh Đình Đông. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 6 câu hỏi dành cho anh. Đường đặc tuyến Phnom Penh biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện có một điện trở và kiểu điện thế hai đầu vật dẫn là đường gì? Bỏ qua. Đáp án là đường thẳng. Văn học Việt Nam do các bộ phận văn học nào hợp thành? Qua. Văn học dân gian và văn học viết ạ. Ở Mỹ Latin loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất? Đồng, sắt, dầu, mỏ, kẽm. Đồng. Câu trả lời là sắt, anh chưa. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống đến là nơi diễn ra cuộc họp của vua Trần Nhân Tông và các vương hầu để chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên Mông năm 1282. Qua. Đáp án là bến Bình Thang. Hai số hạng đều là 1, mỗi số hạng của dãy kể từ số hạng thứ 3 đều bằng tổng hai số hạng đứng liền trước, nó là dãy số Fibonacci. Anh đã có 10 điểm đầu tiên. Huyết thanh của động vật có mang kháng thể đặc hiệu đối với một loại kháng nguyên nào đó được gọi là gì? Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là kháng huyết thanh. Như vậy là 6 câu hỏi đầu tiên trong lượt thi khởi động của anh Đình Đông đã trôi qua và anh ghi được 10 điểm. Người tiếp theo sẽ bước vào phần thi khởi động chính là bạn Bảo Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động của bạn với 6 câu hỏi. Các kinh tuyến gặp nhau ở cực Bắc và cực Nam, còn vị tuyến thì gặp nhau ở đâu? Bỏ qua. Đáp án là không gặp nhau. Vợ chồng Ai Phủ trong tác phẩm cùng tên là người dân tộc nào? Mường. Đáp án của chúng tôi là Mông.
khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là lời hô hào của nhà cách mạng nào? Hoa. Phan Chu Trinh. Họa sĩ nào là tác giả của bức tranh Sơn Dầu thiếu nữ bên hoa vậy? Hoa. Đáp án là Tô Ngọc Vân. Khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro của phân tử ammoniac NH3 bằng gốc hydrocarbon, ta có một chất hữu cơ nào? Ba. Câu trả lời là amin. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống quá trình chuyển hóa từ thể sang thể gọi là sự ngưng tụ. Lắm thằng đấy lắm. Chưa chính xác. Ôi. Là từ thể hơi sang thể lỏng ạ. Vâng. Bảo Châu rất tiếc trong 6 câu hỏi vừa rồi bạn chưa ghi được điểm, tuy nhiên trước mắt chúng ta vẫn sẽ còn một điểm thi đó. Và chúng ta chỉ còn sót lại một thí sinh cuối cùng chưa tham gia lượt thi khởi động thôi, và đó chính là Hoàng Hải. Bây giờ sẽ là 6 câu hỏi dành cho bạn. Ai là người đề xướng thành lập Việt Nam qua cuộc họp vào đầu thế kỷ 20? Nam Bụi Châu ạ. Bạn ghi được 10 điểm. Nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập khẩu xuất cảnh qua biên giới giữa hai nước được gọi chung là gì? Đáp án là cửa khẩu. Đặt một vật gần sát gương, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hướng được trên màn sáng và lớn hơn vật, là đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi loại gương nào? Gương lồi ạ. Đáp án là gương hội tụ thành hình. Ai là cầu thủ đầu tiên giành chiếc giày vàng châu Âu 4 lần ở hai giải đấu khác nhau? Ronaldo. À, có thêm 10 điểm. Hoa sen là quốc hoa chính thức của Việt Nam, đúng hay sai? Đúng ạ. Sai mới là câu. Hai câu lạnh lùng hay rất tự nhiên thì tương tự tuyệt có nghe thông tin miêu tả tâm trạng của người chinh phục hay người phụ nữ? Người chinh phục ạ. Người phụ nữ ạ. Vậy là vừa rồi Hoàng Hải cũng đã trải qua lượt thi khởi động đầu tiên và bạn ghi về cho mình 20 điểm. Vừa rồi cả 4 thí sinh đã cùng trải qua lượt thi khởi động riêng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động thứ 5, lượt khởi động chung. Câu hỏi đầu tiên. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống nếu hai vector có cùng thì chúng bằng nhau, xin mời Xuân Tùng. Độ dài và hướng. Ghi thêm 10 điểm. Trong thời kỳ phong kiến, nước ta trên hoàng bào loại vật nào là hiện tượng phổ biến nhất trong việc tượng trưng cho quân đỉnh của chúa? Xin mời anh Đình Đông. Con rồng. Anh ghi được 10 điểm. Trong dân gian, ông Tam Đa là tên gọi chung của ba vị thần nào? Xin mời Xuân Tùng. Con lộc thọ. Bạn có thêm 10 điểm. Sử dụng Microsoft Word khi muốn tìm kiếm từ, cụm từ hoặc đoạn văn bản ta có thể sử dụng. Xin mời Hoàng Hải. Ăn chốt ép ạ. 30 điểm. Những thành phố nào là thủ đô của Nam Phi? Tiếp tục là Hoàng Hải. Cape Town. Tôi là Victoria, Cape Town và Bloemfontein. Bạn chưa ghi điểm. Loại khí nào sinh ra trong quá trình chín của trái cây có tác dụng kích thích quả mau chín? Xin mời Xuân Tùng. Ethylene. Giờ bạn có 70 điểm. What is the largest country in ASEAN? Tiếp tục là Xuân Tùng. Indonesia. Bạn ghi được 10 điểm. Điện tử thiếu vào chỗ trống hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép biến hình này thành hình kia. Xin mời anh Đình Đông. Phép rời hình. Đó là một câu trả lời khác. Biển Caspi được nối thông với đại dương nào? Tiếp tục là Hoàng Hải. Không nối với đại dương nào?
Nên tư vấn đúng là chọn các hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước cứng, bao gồm ao đầm hồ và hệ sinh thái nước, bao gồm sông suối. Xin mời bảo thâu. Nước mặn. Chưa chính xác, câu trả lời phải là nước sạch. Tinh bột trong các loại thực phẩm có thành phần hóa học cùng các nguyên tố nào? Xin mời Xuân Tùng. CHON. Chỉ có CH. Trong bài hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội, mình khi nào cũng cánh mặt trời. Ở câu hỏi cuối cùng, chúng ta chưa nhận được tín hiệu ấn chuông từ bất kỳ thí sinh nào và câu trả lời của chúng tôi là đàn chim sâm cầm. Như vậy là vừa rồi 4 thí sinh của chúng ta đã trải qua 5 lượt thi khởi động và bây giờ sẽ là lúc chúng ta được nhìn lại một lần nữa số điểm mà họ đang sở hữu. Bảo Châu hãy cố gắng ở những phần tự sau. Quang Hải đang có 20 điểm. Muốn cố hơn 10 điểm này cho nhau những phần tự sau. Điểm 15. Xuân Tùng. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi. Trong bài hát đến phần tự sau. Ở câu hỏi cuối cùng, chúng ta chưa nhận được tín hiệu ấn chuông từ bất kỳ thí sinh nào. Câu trả lời của tôi là chim sâm cầm. Câu hát được nhắc đến trong ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội là cây sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Sâm cầm là một loài chim thuộc họ gà nước. Đây là loài chim có đầu và cổ màu đen tuyền, mắt nâu đỏ, mỏ nhọn dài và miếng sừng sau mỏ có màu trắng. Trọng lượng trung bình lên đến 400-500 gram. Sâm cầm là giống chim di cư, hàng năm nó bay dọc trái đất. Vừa rồi là phần thi khởi động và bây giờ sẽ là lúc cả 4 thí sinh cùng nhau đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Thí sinh hãy cùng nhau kiểm tra các vật số hộp có 3 chữ cái với các từ hàng ngang như sau. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn từ hàng ngang đầu tiên thuộc về Xuân Tùng. Mình chọn hàng ngang số 1. Từ hàng ngang số 1 của chúng ta là một từ gồm có 9 chữ cái. Ca khúc Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng, rapper 14 Casper và nghệ sĩ nhân dân nào trình bày? Vâng, rất nhanh chóng chúng tôi đã nhận được tín hiệu ấn chuông của Xuân Tùng. Và trước khi công bố câu trả lời chướng ngại vật của các bạn thí sinh thì tôi muốn lắng nghe chướng ngại vật mà Xuân Tùng đang muốn đi tìm ở đây là gì? Chướng ngại vật ở đây là táo. Vâng. Chướng ngại vật mà bạn đưa ra là táo. Bạn đã dựa vào những gì để có thể đưa ra câu trả lời này? Chỉ dùng cái hàng ngang thứ nhất là bạch tuyết. Vâng. Chúng ta mới chỉ biết được nội dung của câu hỏi trong từ hàng ngang đầu tiên. Và bạn nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi này là bạch tuyết. Các miếng ghép của hình ảnh chướng ngại vật thì cũng chưa có miếng ghép nào được lật mở. Và nếu như đây là một câu trả lời chính xác, bạn sẽ ghi về cho mình lên tới 60 điểm. Hoặc không, bạn sẽ phải dừng phần thi của mình trong vòng thi vượt chướng ngại vật này. Anh Đình Đông nghĩ sao về câu trả lời này của Xuân Tùng ạ? Lúc mà Xuân Tùng đưa ra kiểu chướng ngại vật là táo thì anh nghĩ anh nghĩ là từ hàng ngang số 2 có thể là đỏ. Anh suy ra mấy từ hàng ngang kia thì thấy cũng hợp lý. Vâng. Anh Hoàng Dự, anh Đình Đông đã đưa ra sự dự đoán của mình cho hàng ngang số 2 là đỏ. Vâng, và anh đoán
không khác gì cho cái chiếc nắng kỳ diệu hết. Và Xuân Tùng ơi, số điểm 60 trong phần thi vượt chướng ngại vật này đã thuộc về bạn, chúc mừng. No. Vâng, và khi chưa có bất kỳ một dữ kiện nào được đưa ra ngoài câu hỏi trong từ hàng ngang thứ nhất thì bạn đã đưa ra tín hiệu và câu trả lời bạn đưa ra là táo. Đó cũng chính là chướng ngại vật của chúng ta trong trận giao diễn ngày hôm nay. Bốn từ hàng ngang lần lượt của chúng ta là bạch tuyết, đỏ, Newton và điện thoại. Như chúng ta đã biết thì trong câu chuyện cổ tích, nhà bạch tuyết và bạch tuyết đã ăn phải quả táo độc và cái chú này độc. Còn liên quan tới từ hàng ngang số 3 là một nhà vật lý tiếng đã phát hiện ra định luật, đã phát hiện ra lực hấp dẫn nhờ quả táo từ cây táo rơi vào đầu. Và từ hàng ngang số 4 là điện thoại thì cũng khá là dễ đoán, bởi vì là chúng ta có một thương hiệu điện thoại và một thương hiệu công nghệ rất nổi tiếng, đó chính là Apple, thì cũng liên quan đến táo luôn. Và hình ảnh trong chướng ngại vật của chúng ta đó chính là hình ảnh táo quân trầu trời. Và một lần nữa chúc mừng Xuân Tùng khi bạn đã rất nhanh chóng ghi về cho mình 60 điểm trong phần thi vượt chướng ngại vật. Phần thi vượt chướng ngại vật đã trôi qua rất nhanh chóng nhờ có Xuân Tùng, và bây giờ sẽ là lúc chúng ta được nhìn lại số điểm của 4 thí sinh sau phần thi này. Trước mắt Bảo Châu vẫn đang còn tăng tốc với tích đang đạt 50 điểm rồi. À, số điểm đang lên là vừa rồi ở phần thi vượt chướng ngại vật, Xuân Tùng đã là người xuất sắc nhất ghi về cho mình 60 điểm. Không biết rằng sau phần tăng tốc này số điểm của các bạn nào. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến ngay với câu hỏi tăng tốc đầu tiên. Trước mắt chúng ta đang là một tấm hình với rất nhiều các ô, và mọi người hãy cho biết hình bên dưới có bao nhiêu chữ C. Nhanh nhất trong câu hỏi này là anh Đình Đông. Tiếp theo đấy chúng tôi nhận được câu trả lời của Hoàng Hải, Xuân Tùng và Bảo Châu. Anh Đình Đông, bạn Hoàng Hải và Xuân Tùng thì có cùng một suy nghĩ là số 7 chữ C. Bảo Châu thì đoán là có 5 chữ C. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem có bao nhiêu chữ C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có 7 chữ C. Vâng, như vậy là anh Đình Đông đã ghi được cho mình 40 điểm, bạn Hoàng Hải ghi về thêm 30 điểm, Xuân Tùng có thêm 20 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ được đến ngay với câu hỏi tăng tốc số 2. Hãy sắp xếp các ký hiệu sau với đúng tên của các tập số đó. Suy nghĩ khác nhau và những cách trả lời khác nhau. Anh Đình Đông và bạn Xuân Tùng là hai người trả lời nhanh nhất với cùng suy nghĩ là 3, 1, 4, 2. Hoàng Hải thì đưa ra câu trả lời bằng chữ sắp xếp là B, D, A, C. Và Bảo Châu đưa ra một suy nghĩ hơi khác với Hoàng Hải một chút là B, C, D, A. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, tập Q là tập các số hữu tỉ, tập N sao. Nếu như chúng ta có tập N là tập của các số tự nhiên thì tập N sao là tập của các số tự nhiên lớn hơn không? Tập C sẽ là tập số phức và tập Z sẽ là tập số nguyên. Câu trả lời sẽ là B, D, A, C hoặc 3, 1, 4, 2. Như vậy,
thêm 20 điểm. Như vậy là 1/2 chặng đường của phần thi tăng tốc đã trôi qua và bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến với câu hỏi tăng tốc số 3, một câu hỏi liên quan đến tư duy logic về hình ảnh. Hãy điền hình thích hợp vào dấu hỏi chấm. Chúng ta có 6 đáp án A, B, C, D, E, F. Thời gian 30 giây dành cho 4 người chơi. Bắt đầu. Trong câu hỏi này, chúng ta có 3 người đưa ra câu trả lời. Hoàng Hải là người nhanh nhất với suy nghĩ là A. Xuân Tùng đưa ra câu trả lời là C. Và anh Đình Đông đưa ra câu trả lời là D. Vậy thì mình muốn hỏi Hoàng Hải, vì sao bạn lại đưa ra suy nghĩ của mình là A? Em nghĩ là ghép hai hình lại thì nó sẽ hiện số chấm đen đấy. Xuân Tùng thì sao? Vì sao bạn lại lựa chọn phương án C? Random đâu nhỉ? Random. Vậy còn anh Đình Đông, em nhận thấy là ở những giây cuối thì anh mới bắt đầu đưa ra câu trả lời và anh đưa ra đáp án là D. Anh có thể giải thích vì sao không ạ? Anh nghĩ là kiểu ô thứ ba số chấm đen ở ô thứ ba bằng số chấm đen của hai ô trước, số chấm đậm hơn của hai ô trước, mình nghĩ vậy. Vâng, vậy còn những cái chấm xanh nhạt hơn thì sao ạ? Kiểu anh đến thì không thấy nó có liên quan, mình nghĩ chắc sai rồi. Và ở trong câu hỏi tăng tốc số 3 này thì chúng ta nhận thấy quy luật như sau. Ô thứ 3 sẽ là ô có chứa tổng của hai ô còn lại. Chúng ta sẽ có ô thứ 3 có số chấm xanh đậm hợp thành từ phép cộng từ hai ô phía trước. Nghĩa là ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có 7 chấm xanh đậm, cộng thêm với bên này 4 chấm xanh đậm nữa là bên này có 11 chấm xanh đậm. Còn đối với các chấm xanh nhạt thì chúng ta sẽ lấy số chấm xanh nhạt ở ô thứ nhất trừ đi số chấm xanh nhạt ở ô thứ hai sẽ ra được đáp án ở ô thứ ba. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta có hai chấm xanh nhạt ở ô đầu tiên và hai chấm xanh nhạt ở ô thứ hai. Vì vậy cho nên ô thứ ba sẽ không có chấm xanh nhạt nào. Và như vậy áp dụng quy luật đó với hai hàng ở trên thì ở quy luật ở hàng dưới cùng chúng ta sẽ có 9 chấm xanh đậm và 3 chấm xanh nhạt. Như vậy là đáp án mà chúng tôi đang muốn đi tìm là đáp án D. Xin chúc mừng anh Đình Đông. Như vậy là tuy anh Đình Đông là người đưa ra câu trả lời chậm nhất và anh cũng không quá chắc chắn với câu trả lời của mình, tuy nhiên anh vẫn ghi được cho mình 40 điểm ở câu hỏi vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được đến với cơ hội tăng tốc thứ tư, cơ hội tăng tốc cuối cùng sẽ là một loạt những hình ảnh và chúng tôi muốn hỏi 4 thí sinh đây. Trong câu hỏi vừa rồi chúng tôi đang muốn nhắc đến một loại công cụ dành cho các học sinh. Và đây là một công cụ rất quan trọng trong môn địa lý sẽ giúp chúng ta
biết được những thông tin, những số liệu về các đặc điểm khác nhau. Và đó chính là Atlas. Sau đây sẽ là câu trả lời của 4 thí sinh. Như vậy là trong câu hỏi vừa rồi, anh Đình Đông tiếp tục ghi thêm 40 điểm, Sơn Tùng có thêm 30 điểm, và Hoàng Hải có thêm 20 điểm. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng được nhìn lại số điểm của 4 thí sinh sau phần thi tăng tốc. Bảo Châu hãy cố gắng trong phần thi về đích. Số điểm 90 đang thuộc về Hoàng Hải, có nhiều hơn 100 điểm là anh Đình Đông và dẫn đầu với 215 điểm là Sơn Tùng. Quý vị và các bạn đang cùng nhau đến với chiếc lon kỳ diệu CC Vision mùa 2. Trước khi chọn thì em muốn hỏi anh một xíu được không, là cái ly mì mà anh mua là bao nhiêu tiền? Vâng, 5.000 điểm. Vâng, xin mời lên bóng. À, đồ, anh lên bóng đây. Chỉ cần không mất điểm thôi. Chắc là tập tương lai tôi sẽ có một cô người yêu tên là Lê Thị mất điểm thôi. Mặc với 19 kỹ thuật. Ký tự. Khán giả đang xem chiến thắng kịch diệu CC. Ấy là may mắn, đoán trúng mình giờ hết may mắn. Bạn đã giành được giải thưởng cao nhất của chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là phần thi về đích. Số điểm của các thí sinh là Xuân Tùng có 215 điểm, anh Đình Đông đang có 190 điểm và bạn Hoàng Hải đang có 90 điểm. Bây giờ sẽ là lượt thi về đích đầu tiên của bạn Xuân Tùng. Xuân Tùng hãy cho chúng tôi biết những câu hỏi mà bạn lựa chọn trong phần thi về đích. Vì khoảng cách giữa người đứng nhì chỉ có 20 điểm thôi, vậy nên là mình sẽ đi bước đi thật là mạo hiểm một chút. Mình xin chọn một câu 20 điểm, một câu 30 điểm nhưng trừ 10, một câu 30 điểm nhưng mà chia cho 1,5. Vâng, tiếp tục chúng ta lại có thêm một người chơi nữa thách thức tài toán học của người dẫn chương trình. Và chúng tôi đã nghe rõ sự lựa chọn của bạn. 20. Và chúc bạn thật may mắn với gói câu hỏi này trong phần thi về đích. Câu hỏi 20 điểm đầu tiên trong phần thi về đích của bạn sẽ có nội dung như sau. Chất nào có thể hòa tan các kim loại khác, kể cả vàng, và đặc quánh lại tạo thành hỗn hống? Chất mà chắc là nước cực đoan. Xin mời các thí sinh còn lại. Xin mời Hoàng Hải. Các bạn biết thủy ngân ký hiệu là HG. Vâng. Tôi được biết là Hoàng Hải đến với trận thi đấu này thông qua một người bạn, chính là Đình Hiếu, đã xuất hiện trong trận giao hữu thứ hai. Và bạn Đình Hiếu có chia sẻ với tôi là bạn học chuyên hóa đúng không ạ Hải? À, vâng ạ. Vâng. Và với việc học chuyên hóa thì có lẽ là câu hỏi này sẽ không làm khó được bạn rồi, đó chính là một câu trả lời chính xác. Trước mắt Xuân Tùng đang là câu hỏi 20 điểm tiếp theo, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Không. Vâng. Bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm tiếp theo trong phần thi về đích của bạn. Hai nhân vật giáo sư Cù Trọng Xoay và tiến sĩ Trần Xoáy là hai nhân vật chính trong chương trình nào? Phải xảy đáp Xoay. Nếu đúng hơn thì là chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay trong chương trình thư giãn cuối tuần. Và câu trả lời của bạn được chấp nhận.
Xuân Tùng đã làm rất tốt trong câu hỏi 20 điểm vừa rồi. Và bây giờ bạn sẽ còn lại một câu hỏi 20 điểm nữa. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Thôi. Vâng. Chúc bạn may mắn với câu hỏi 20 điểm như sau. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở tỉnh thành nào? Hà Giang. Vâng, câu trả lời của chúng tôi, câu trả lời mà bạn đưa ra đã rất sớm và còn đưa ra lúc thời gian chưa bắt đầu được tính. Và đương nhiên rồi, Hà Giang chính là câu trả lời của chúng tôi trong câu hỏi. Xuân Tùng đã hoàn thành. Người tiếp theo sẽ được đến với phần thi về đích. Không ai khác chính là anh Đình Đông. Và bây giờ sẽ... anh Đình Đông, hãy cho bọn em biết những câu hỏi mà anh lựa chọn trong phần thi về đích là gì. Chọn 3 câu 20. Vâng, tiếp tục là một chiến thuật an toàn nhất có thể. 3 câu 20 điểm. Và chúc anh thật may mắn với gói câu hỏi 3 câu 20 điểm của mình. Và anh Đình Đông, hãy cho bọn em biết khi nào anh muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng nhé. Câu hỏi 20 điểm đầu tiên trong phần thi về đích của anh có nội dung như sau. Chương trình nào là phiên bản Việt hóa của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng của Trung Quốc? Vâng, được biết thì đây là một chương trình quy tụ rất nhiều những nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Và đó chính là chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Xin chúc mừng anh. Chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, anh đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi 20 điểm thứ hai trong phần thi về đích của mình. Và anh hãy bảo câu hỏi 20 điểm này. Phong trào văn hóa phục hưng được ra đời từ quốc gia nào? Ý. Ý. Vâng. Quốc gia mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là Italy, hay được gọi là Ý. Với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi vừa rồi, anh đã ghi được thêm cho mình 40 điểm. Và bây giờ thì anh đã vươn lên dẫn đầu và cách người đứng thứ hai 15 điểm. Trước mắt anh sẽ còn lại một câu hỏi 20 điểm cuối cùng và chúc anh thật thành công. Tiếng gồm có 3 phần, đó là những phần nào? Âm đầu, vần và thanh điệu. Vâng, anh đã đưa ra câu trả lời ở những giây cuối cùng là âm đầu, vần và thanh điệu. Và câu trả lời của chúng tôi là gồm có thanh điệu, vần và phụ âm đầu. Xin chúc mừng anh. Như vậy là sau phần thi về đích của mình thì anh Đình Đông đã ghi được cho mình số điểm tối đa 80 điểm. Xin chúc mừng anh. Người tiếp theo bước vào phần thi về đích không ai khác chính là Hoàng Hải. Hoàng Hải, hãy đưa ra sự lựa chọn của mình trong phần thi về đích. Vâng, 30, 20... 30. Và chúc bạn em. Ở câu hỏi đầu tiên, Hoàng Hải có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không ạ. Ok.
Trong chuyện cổ tích, Nhu Lang và Chức Nữ bị chia cắt mãi mãi bởi một con sông rộng trên bầu trời và chỉ được gặp nhau một lần trong năm. Con sông mà câu chuyện nhắc đến trên thực tế là gì? Ba người chơi còn lại không còn cơ hội nữa rồi, đó chính là câu hỏi. Sau câu hỏi vừa rồi, Hoàng Hải đã có thêm 30 điểm vào quỹ điểm của mình và bây giờ bạn sẽ bước đến với một câu hỏi 20 điểm. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, bạn đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi 20 điểm này và chúc bạn thành công. Trong các kim loại Be, Zn, Cr và Fe, kim loại nào có tính lưỡng tính? Zn là gì nhỉ? Và đó chưa phải là câu trả lời mà chúng tôi đang mong đợi. Xin mời các thí sinh còn lại. Xin mời Xuân Tùng. Đáp án là Be, Zn, Cr. Và câu trả lời của chúng tôi là Be, Zn, Cr và Fe đều không có tính lưỡng tính ạ. Như vậy là rất tiếc, ở câu hỏi vừa rồi thì cả Hoàng Hải và Xuân Tùng đều chưa đưa ra được câu trả lời chính xác. Và bây giờ trước mắt Hoàng Hải sẽ chỉ còn lại một câu hỏi 30 điểm thôi và chúc em thật may mắn với câu hỏi này. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu đạt được khi nào? Vâng, chúng tôi đã ghi nhận câu trả lời của bạn và xin mời các thí sinh còn lại. Vâng, trong câu hỏi này chúng tôi chưa nhận được tín hiệu ấn chuông từ bất kỳ thí sinh nào. Và câu trả lời của chúng tôi là huyết áp tối thiểu đạt được khi tâm thất giãn và huyết áp tối đa đạt được khi tâm thất co. Như vậy là vừa rồi Hoàng Hải cũng đã trải qua câu hỏi 30 điểm cuối cùng và cũng đã kết thúc lượt thi về đích của mình. Và bây giờ sẽ là lúc bạn có thể nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi về đích và đó chính là Bảo Châu. Bây giờ sẽ là phần thi dành cho bạn. Châu, hãy cho chúng tôi biết những câu hỏi mà bạn định lựa chọn trong phần thi về đích này là gì. Em lựa chọn 3 câu 20. Vâng, bạn đã đưa ra một gói câu hỏi 20 điểm, 20 điểm và 20 điểm. Và chúc Bảo Châu thành công với câu hỏi này. Bảo Châu, hãy nhớ cho chúng tôi biết khi nào bạn cần sử dụng ngôi sao hy vọng. Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập là một tập thơ viết bằng chữ nôm của ai? Thời gian đã hết, chúng tôi chưa nhận được câu trả lời của bạn và xin mời các thí sinh còn lại. Tiếp tục là Xuân Tùng. Đáp án của mình là Nguyễn Bình Khiêm. Và
bạn đã ghi được 20 điểm cho câu hỏi. Trước mắt Bảo Châu sẽ tiếp tục là một câu hỏi 20 điểm. Cây cầu quay đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có tên là gì và nằm ở tỉnh thành nào? Cầu Cần Thơ, Cần Thơ. Chúng tôi muốn lắng nghe những ý kiến khác. Vâng, lại một lần nữa là Xuân Tùng. Đó là cầu sông Hàn ở Đà Nẵng. Đó chính là một câu trả lời chính xác. Vâng, và bây giờ Bảo Châu sẽ chỉ còn lại một câu hỏi 20 điểm cuối cùng thôi. Và bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? À, em không ạ. Vâng. Bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm cuối cùng trong phần thi về đích của bạn và cũng sẽ kết thúc trận giao hữu ngày hôm nay. Màu nào trong lá cờ Olympic tượng trưng cho châu Á? Vâng, một lần nữa chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Bảo Châu và cơ hội thuộc về ba thí sinh còn lại. Xuân Tùng. Đáp án của mình là màu vàng. Vâng, ở câu hỏi vừa rồi thì Xuân Tùng đã đưa ra suy nghĩ của mình là màu vàng, là màu sắc tượng trưng cho châu Á. Cũng có nhiều người như bạn, họ cho rằng màu vàng là màu tượng trưng cho châu Á. Tuy nhiên đó không phải là câu trả lời của chúng tôi. Vâng, có rất nhiều người cho rằng năm màu sắc trên logo của Olympic là năm màu đại diện cho năm châu. Thế nhưng năm màu trong logo của Thế vận hội Olympic lại là tượng trưng cho màu của tất cả lá cờ trên thế giới. Và lý do là bởi lá cờ của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có ít nhất một trong năm màu của lá cờ Olympic. Và vì vậy cho nên ở câu hỏi vừa rồi Xuân Tùng chưa ghi được điểm. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã trải qua phần thi về đích và cũng như là trải qua trận giao hữu thứ tư của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Xuân Tùng ghi về cho mình 255 điểm. Đứng ở vị trí thứ 2, anh Đỗ Đình Đông và cũng là người giành về số điểm cao nhất trong trận giao hữu ngày hôm nay, 207. Bạn Bảo Châu, tuy hôm nay bạn chưa ghi điểm nhưng bạn cũng đã có được một trận đấu, một phần thể hiện rất là tốt. Và cuối cùng, ghi về cho mình 120 điểm sau trận giao hữu ngày hôm nay là bạn Nguyễn Hoàng Hải. Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua trận giao hữu thứ tư được của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 được phát sóng trên kênh Zikudi. Và sau 4 trận giao hữu vừa rồi thì chúng tôi cảm thấy rất biết ơn các quý vị khán giả khi mọi người đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ ở các trận giao hữu nói riêng và các nội dung khác trên kênh mình nói chung. Và có thể là đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng khi mà trước mắt mình đang là rất nhiều những lịch trình bận rộn cho một năm cuối cấp. Và một lần nữa xin được cảm ơn các thí sinh, cảm ơn các
người bạn đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua, và cũng như là cảm ơn các quý vị và khán giả đã luôn ủng hộ các trận giao hữu đường lên đỉnh Liga 5.24 của mình, và cũng như là các nội dung khác được phát sóng trên kênh. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng nói lời chào tạm biệt với các quý vị và khán giả, và hy vọng rằng là sau khoảng thời gian sắp tới này thì mình sẽ có thể có được nhiều thời gian hơn và sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho một trận giao hữu thứ 5 của đường lên đỉnh Olympia. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.